Mọi người, ngày hôm nay mình sẽ nấu Một canh chua. Mình mới ra ngoài sân bẻ một 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 thố canh chua. Ê, thố cà đó các bạn. Cái cây ở ngoài sân á giờ vẫn còn trái. Đây. Mình cũng mua một bịch giá. Còn cái này các bạn biết gì là gì không? Bạc hà. Bạc hà nè của con nè. Rồi con bưng đi đi. Cái này bạc hà của chị Mai Vũ cho đó mọi người. Bây giờ mình lôi ra mình nấu canh chua, thấy bụi bạc hà là thấy ngon rồi. Đó các bạn. Này. Cá nè, mới đi chợ mua cá về để nấu canh chua nè mọi người. Đó, ok, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Cái này là lâu chín nhất là mình sẽ bỏ ở dưới phía dưới. Hồi nãy đáng ra mình bỏ cái này trước xong rồi mới bỏ bạc hà. Nhưng mà mình bỏ lộn. Các bạn, mình phi tỏi ha. Đây. Đảo cho. Đảo cho nó. Cho nó bán mùi. Cho tới cái phần cá ha mọi người. Em sẽ ướp gia vị cho nó thấm cá ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Nửa muỗng muối. Các bạn khi các bạn ướp muối như thế này á thì nó sẽ làm cho cá nó cứng. Khi mà các bạn làm cho cá nó cứng, các bạn kho nó, miếng thịt của nó sẽ ngon hơn. Cái đường thì mình cho khoảng một muỗng cà phê đường nha, để cho cá này nó có cái hậu ngọt ngọt ngọt. Một muỗng cà phê bột hạt nêm cho nó thơm. Xong sau khi bên này sôi á thì mình sẽ đổ cái phần cá vào các bạn. Đó. Đổ phần cá vào nấu cho nó thiệt là sôi ha. Mình đổ giá vô. Đó, cái nồi canh này. Cái phần cá các bạn ơi. Để cho nó thấm, cho nó săn cái phần bên đây. Vô. Nước mắm vô cho nó vừa mặn thôi. Rồi. Đó, bây giờ mình đổ cho nó xếp xếp thì các bạn, cái mình kho cho nó khô lại là tắt bếp thôi. Chờ. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Hay, mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha. Ngon quá. Một chén cơm trắng ăn với canh chua cá kho. Ngon quá mọi người ơi. Em để như vậy cho mọi người thấy. Nó chảo cá nhưng mà em đã không thấy. Em để gì đi. Wow. Cái này ăn là phải hát thằng câu là chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Mọi người ơi, mùa thu á các bạn, ở phía ngoài lạnh á, cái trong nhà á mà có một tô canh chua ha, nóng hổi ha, với một chảo cá kho ha, trời ơi nhớ Việt Nam da diết. Mời mọi người ăn cơm nha. Không bà. Anh ơi cho em mượn cái, lấy giùm em cái muỗng vậy. Muỗng gì? Cái muỗng múc canh. Cảm ơn ông xã. Ông xã em muốn phụ giặt đồ. Phụ giặt đồ ở dưới á. Giờ anh chạy đi sấy đồ các bạn. Mọi người ăn nguyên một khứa cá luôn cho nó đã. Quá trời ngon. Ngon quá. Ngon
Ngon quá các bạn ơi. Nhớ hồi nhỏ bữa nào á mà được ăn canh chua cá kho là mừng lắm, là bữa đó ăn cơm ngon lắm luôn á. Rồi á, bữa nào mà ăn canh chua cá kho ha, là bữa đó nấu cơm thêm một lon gạo, mỗi bữa nấu hai lon thì bữa đó sẽ là nấu ba lon. Nấu tại vì biết là bữa đó ăn cơm nhiều hơn các bạn. Đó, chấm một miếng muối. Ở bên Mỹ nhiều khi sợ ăn cơm không dám ăn cơm các bạn ơi. Ăn cơm nó mà dễ mập lắm luôn á. Ăn uống thì giống như Việt Nam mà, một ngày ăn hai cử nha, là lên ký dữ lắm. Đôi khi ở bên đây á, một ngày mình chỉ dám ăn cơm có một buổi à, chứ ăn nhiều quá là nó lên cân ha, rồi nó dư mỡ nữa. Tại vì á, ở bên đây mình không có đổ mồ hôi, còn ở Việt Nam nhiều khi mình ở trong nhà không mình cũng đổ mồ hôi nữa. Sáng giờ là quay tới giờ mới ăn nữa. Giờ cũng 4-5 giờ chiều rồi. 4-5 giờ chiều mà mới ăn cơm sáng rồi. Hết ngày. Lê quay hết ngày. Quá ngon. Bạc hà các bạn biết không? Mình đi chợ á, mình mua ba cây mà cái cây cái thân nó cỡ mập mập như vậy à. Cái này ha, ba cây ha, làm mấy 4-5 đồng á, mắc. Cho nên nhiều khi á hả, muốn ăn canh chua mà không muốn mua bạc hà, tại bạc hà nó mắc quá, lười không mua. Hồi lúc mình ở Việt Nam hả, mình mua ra ngoài chợ mua 2-3 cây bạc hà, 2 cây là được rồi, 2 cây với mua mấy trái cà chua rồi ghé qua giá mua 1000 giá, rồi ghé qua bắp cải mua 1 gốc 4, hoặc là mua nhiêu vậy đó, người ta sắn nhiêu cái nào bán cho mình, về nấu vừa đủ nồi canh, đủ phần ăn. Mà nó rẻ nữa. Rồi khóm cũng, ai muốn nấu khóm á thì mua một gốc 4. Ở chợ Việt Nam á, họ bán có bán khóm 1 gốc 4 nữa các bạn. Một trái khóm họ cắt ra làm 4, họ bán cho bạn 1/4 đó. Rồi á, còn nếu như mà các bạn muốn mua nửa trái thì họ bán nửa trái vậy đó, tính tiền. Cho nên nhiều khi á, cái người Việt Nam ở bển á, họ sống họ ăn đồ ăn mới quen rồi, rồi họ cũng lười chứa trong tủ lạnh á, họ cảm giác như mình không, họ cảm thấy không ngon. Tại vì á, giống như mình ở Việt Nam đi,
mình đi mua mình cũng đâu muốn mua dư đâu, mua vừa đủ ăn rồi. Cho nên á, khi mà tủ lạnh của Việt Nam á, các bạn sẽ thấy á, là cái tủ lạnh của người Việt mình á, là chỉ có đồ nấu chín thôi, chứ không có đồ mà không có đồ ví dụ như rau, không có mua rau đó sẵn, cũng không có mua mấy cái đồ mà thịt thà rồi bỏ tủ lạnh, không có, ít lắm. Hầu như là mua ngày nào ăn rồi đó. Bữa nay đi chợ là không có mua thịt mua thà gì á, chỉ mua có mấy miếng cá rồi đi về kho thôi, vậy mà cũng hết 70-80 đô. Mà các bạn nghĩ đi, một tuần 70-80 đô, một tháng bao nhiêu à. Ý là mua cái này là mua không có gì đó, không có gì đáng kể đó, là không có mua đồ ăn chính đó, chỉ mua rau cỏ đồ thêm thôi á. Nếu như mà hả, mua đồ ăn chính ví dụ như mua thêm cá mắm nước màu bột ngọt đồ đó, là nhiều khi đi chợ 200-300 đô. Tại vì ông xã mình nó ổng không ăn, ổng không chịu quen ít chứ phải nấu nhiều. Mình á thì có cái kiểu tiếc của nấu nhiều phải ăn cái ăn cho hết, mà hai vợ chồng ai cũng có cái bệnh đó, sáng ăn là chiều không là hai, ăn ngày thứ hai thôi là ngày thứ ba là nghỉ ăn rồi, là ngán đó các bạn, ngán ăn hết nổi rồi, kiếm đồ ăn khác nấu rồi. Mà ông kia thì nấu ít nó ổng không ăn, mà nấu nhiều thì nó dư. Cứ vậy đó rồi ăn đồ nguội. Chứ gặp như mình á mà nấu hai vợ chồng ăn thôi, mà ổng mà chịu ăn đồ ít á, mình kho hai cá này nè, kho hai khứa thôi. Còn canh này nó mình nấu canh một khứa cá, một cái đầu cá thôi là nấu được cái tô canh này rồi. Nấu một cái nồi canh nhỏ nhỏ vậy đủ rồi. Bạn biết không, nấu nhiều quá ăn muốn chết luôn, nhiều khi nấu một nồi canh ăn cả tuần. Tại đâu ai ăn phụ đâu. Rồi có lúc đó, hai cha con đi ăn, kiếm mì gói ăn, nấu mì gói ăn, cái đồ ăn trong tủ lạnh nó ứ lại. Tôi cùng cái Minh phải là người đi vét tủ, đi kiếm đồ ăn trong tủ ăn. Mình là người chuyên gia đi vét tủ, vét cho sạch tủ rồi mới dám nấu đồ mới. Quá ngon các bạn. Thôi mình no rồi và mình sẽ up video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau. Nếu bạn yêu thích kênh của mình nhé, đừng quên là bấm like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Thân chào tạm biệt, bye mọi người, bye.